tiền hả? Bà Nhung đem theo xuống tiền hả? Tôi kêu tao hủ lại. Đông lắm. Hủ không mà đứng chụp cô đi chụp. Hủ không? Không được chụp hình sao đấy. Nếu là mình đi liền không? Hả? Bắt tao hủ nó lỡ kêu rồi. Lỡ kêu rồi, lỡ kêu rồi. Tao chửi đó. Tao kêu nguyên gánh hả? Bây giờ đếm như người. Anh mình nguyên đãi nguyên gánh đồ. Bây giờ chị bưng xuống đây luôn. Chị quen. Em gánh quen. Đây đi không? Lỡ tao gánh đồ xuống rồi ăn cái đi đó đi. Đi lên tàu luôn hả? Đâu mọi người đâu tắm đi gánh cũng nhanh lên chị. Tàu. Con ăn chỗ nào tắm không? Dạ. Thôi cảm ơn cô. Cái ăn đi, ăn đi con. Tiền có biết là chỗ đá không? Dạ con. Trời ơi bà kêu anh Trung chồng Trung là tụi mình xong mắt hả? Vậy hả? Ờ, có mệt mà đẹp à. Đó. Xấu rồi. Lắm mà sao thấy được. Ông chồng cầm tôi ơi. Ủa rồi, tắm biển làm cái gì? Đánh không lên tàu đi ra. Bánh nào đó vô đây nè. Bánh bèo nào vô đây chụp. Mỗi bánh bèo được chụp tắm. Quỳnh Nhung. Lên lên. Hai mẹ tháo cái nón ra đi. Nón lá. Hai mẹ tháo nón ra đi. Nón cái đi hai mẹ. Sao mới vô luôn đi Thảo. Thảo kiến ra mới biết ai chứ. Đây kiến đen ai biết ai đâu. Tháo ra từ tóc bụng sủi chưa hả? Một, hai, ba. Ủa vậy là cuối cùng nhờ tao mấy đâu nhờ mấy của tao kìa. Giờ thứ lại nè. Một, hai. Tao không tao còn mấy bấm xong chưa tao. Đi đi chụp không mà chụp chứ. Lấy mình lá. Nhiều chuyện tôi mới đi lên lên lầu lấy cho bà biết không? Đây. Không chứ. Xin lỗi, xin lỗi. Cảm ơn gì nó đi kìa. Nó kìa nó sắp đi kìa. Ừ. Kéo bên này miếng bên này. Sao che cái nón lá làm gì vậy? Ông ạ biết sao không? Đang ngồi nướng nắng cho được có thấy cái mặt. Ông này không có chịu ý chơi nữa. Sợ rối để giờ nấu từ đây nè. Nãy chúng ta đi đâu bao nhiêu mày nữa. Trời cái này mà đứng đủ không? Tam chân tắm đi tắm. Có ai ăn cùng với tôi kẻ không? Trời ơi kìa. Trời ơi trời ơi phóng viên xúm lại chụp hình quá trời luôn nha. Đây đài truyền hình nè. Đây truyền hình. Một sáng. Đài truyền hình VTV. Rồi. Ê cái cảnh này còn đẹp á nha.
vô coi mấy con chim nhang nè. Phóng viên tác nghiệp nè. Trời ơi, ngộ gì mà chưa đánh nữa. Ê, chụp thấy một mụn tướng chịu đó. Tắm. Hả? Tắm chân dung cho... Chụp chung một mụn đâu có gì đó. Vậy là phải chụp bên kia. Quay ngực lại. Ngắn cầm đi. Dạ. Không, cũng có người anh nữa chén chúng tôi chứ ha. Phải là cái đứa này kêu nữa chén là. Đây đây kìa. Ngon không? Ngon không? Rồi quay giùm ba coi. Quay ba nè. Quay ba thôi. Quay ba nè. Thấy rõ mặt không? Thấy rõ. Thấy không? Thôi bị ngược sáng. Sáng à, sáng qua đây. Rõ rồi đó. Đứng yên đây, để đi qua làm gì? Chưa? Dạ. Còn không? Thì còn. Còn tới đây ba.